Em xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Em xin tự giới thiệu, em là Minh Thành, chuyên mua bán trao đổi cho các dòng xe đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe MGZS phiên bản Luxury, phiên bản cao cấp nhất của MG. Về MGZS thì sẽ có 3 phiên bản nhá. 3 phiên bản, và phiên bản này của em là phiên bản cao cấp nhất. Và giá hiện tại chưa lăn bánh của MG năm 2021 là 619 triệu đồng. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe này với giá là 615 triệu. Đấy, 615 triệu quý anh chị nhá. Chiếc xe này của em thì xuất xứ chính là từ Trung Quốc. Đấy, thương hiệu này là thương hiệu của Anh Quốc nhá. Đấy, nhưng mà đã được một công ty ở bên Trung Quốc mua về rồi. Đấy, và chiếc này của em được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan nhá quý anh chị nhá. Chiếc xe này của em là tên tư nhân biển tỉnh á. Tên tư nhân biển tỉnh quý anh chị nhá. Biển số xe và đăng kiểm xe đây ạ. Một mẫu crossover rất là bền. Về tính năng an toàn của chiếc xe này thì được đánh giá là 5 sao quý anh chị nhá. Xe được trang bị cho mình là hộp số tự động. Hộp số tự động giả lập 8 cấp nhá. Và có dung tích là 1.5 lít. Xe được trang bị cho mình là cam 360 rồi quý anh chị nhá. Cam 360 rất là nét. Full HD luôn. Chiếc này của em mới về nha, một chiếc xe đi siêu lướt 4.600 km là được. Chiếc xe này đấy, mở cốp thì sẽ được vào đây này. Đấy, một phần logo nha quý anh chị nhá. Xe này hiện tại em về thì chỉ có mỗi sơn thủy đánh bóng lại thì như bên này còn không đánh bóng cơ. Đấy, vì là chiếc xe rất mới, mới chạy có 4.600 km thôi. Rất là chắc nịch. Mời em đang quay tí đã. Quý anh chị có thể nhìn thấy này, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, ghế da rất là mới luôn. Trang bị cửa sổ trời toàn cảnh luôn quý anh chị nhá. Đấy, rất là thông thoáng mát. Xe này đi. Đây nó rất là êm nhá quý anh chị nhá. Xe trang mình là 10,1 inch nhá, màn hình 10,1 inch này. Đấy, cam 360 full HD luôn quý anh chị nhá. Đây, em cài số lùi cho quý anh xem này. Đấy. Rất là rõ nét luôn ạ. Phanh tay điện tử nhá. Đấy. Trong cái tầm tiền này thì đã có phanh điện tử là một tính năng rất là nổi trội với những cái tầm tiền này nhá quý anh chị nhá. Có cả kết nối Apple CarPlay và Android nhá. 4.696 km, một chiếc xe siêu lướt quý anh chị nhá. Rất nhiều tính năng tích hợp trên vô lăng. Nằm thoại đánh tay này, điều chỉnh âm lượng. Xe rất là mới luôn quý anh chị nhá. Đấy. Chỉ tới 615 triệu thôi với một chiếc xe crossover siêu lướt 2021. La răng thì la răng 17 inch nhá quý chị nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất nhiều tính năng đây, cụm đèn là cụm đèn full LED này. Đó, đèn full LED, đèn định vị ban ngày này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Anh chị có thể nhìn thấy cái mặt ca lăng trước của nó này. Đó, rất đẹp đúng không? Kona không bao giờ bằng với chiếc này đâu ạ. Em xin nhắc lại một chút về chiếc xe này của em nhé. Chiếc xe này của em là MGZS phiên bản Luxury, phiên bản cao cấp nhất của MG. Đấy, và hiện tại em đang
chào bán chiếc xe này là 615 triệu đồng. Chiếc xe này của em mới chạy được có 4.696 km thôi. Mang tên tư nhân biển tỉnh nhá quý anh chị nhá. Xe bên em mua về sẽ cam kết với quý anh chị là bên em xe không đông đụng, không ngập nước, không tranh chấp, không vật nguội nhé quý anh chị nhá. Em luôn mang đến cái chiếc xe đẹp đến quý anh chị và người dùng nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Đi chiếc này mà đi gia đình thì thôi rồi quý anh chị nhá. Quý anh chị nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ với em theo số hotline em đã ghi vào màn hình nhá. Đấy. Liên hệ với em để xem xe này nhá. Em kính chào quý anh chị, chúc quý anh chị một luôn luôn sức khỏe dồi dào. Quý anh chị nào mà đang mới xem kênh của em lần đầu thì vui lòng cho em xin một like, một đăng ký kênh nhá, để em sẽ ra nhiều video clip về xe đã qua sử dụng hơn. Em xin kết thúc video này.